Con nữ
và bàn lương thực trường sinh là chính mau mình cực thánh xuôi nguồn ân phúc dưỡng nuôi hồn con anh em vì con xúc phạm đến Chúa nên Ngài chịu chết chết trên thập tự con nhớ Chúa vì yêu con Chúa chịu cực hình chết nhục hình đau đớn để cho con được ơn cứu rỗi con nhớ Chúa vì yêu con đến quên thân mình Chúa ngàn đời thương xót mà sao con nỡ quên ơn người con nhớ Chúa vì yêu con Chúa chịu cực hình chết nhục hình đau đớn để cho mà sao con